Phần 3. Chị nhân viên thủ quỹ. Ở phần trước cả Quang và Liên ở trong lòng tuy đã nhưng hiện ra bên ngoài vẫn còn e, không biết hôm nay hai người sẽ thế nào. Sau đây xin mời các bạn đón xem. Bỗng Quang có ý nghĩ khá táo bạo khi nhìn thấy phía đằng sau ghế dựa có hàng thanh tựa bằng gỗ dựng đứng còn hở mấy khoảng hở, ý nghĩ táo bạo đó đưa ra thì ai cũng hiểu được Quang như thế nào khi chị Liên đang dựa. Quang như vô tình để xem chị Liên có phản ứng gì không nhưng chị liên vẫn để yên mà vẫn yên lặng không nói gì lúc này quang gần chắc đoán là chị rất thích quan cái cảm giác sảng khoái chưa bao giờ có được liên liệm người mắt chị nhắm lại hơi thở hơi nặng chút rồi chị lại tưởng tượng ôi sao mình lại tưởng tượng hoang đường như thế ư càng nghĩ chị liên càng thấy cảm xúc chị khẽ nhón lưng lên chút như giả bộ né tránh nửa như vô tình không biết cái ý đồ này của thằng quang Quang nghĩ bà chị này chắc đã chịu cắn câu mình rồi, giờ chỉ còn là thời gian thích hợp nữa là xong thôi. Một lát sau dường như chịu không nổi nên chị liên xin thôi, ôi chị đỡ rồi chị cảm ơn vợ chồng mày. Cái thằng Quang này khéo thiệt đó thu. Giờ chị mới biết hả? Đã không chị? Ừ đã thật đó. Chị Liên cười rồi đứng lên đi vội về phía toilet, một lát sau chị Liên mới bước vào phòng, chị nhìn thấy vợ chồng Quang đang lấm lét nhìn về phía cửa nơi chị bước vào với vẻ mặt bình thường sau khi rửa mặt chị liên tươi cười hớn hở khen nữa kể ra cái chiêu bắt gió của thằng quang cũng làm được chuyện đó chứ bộ giọng chị đẩy đưa làm quang ngại ngùng có gì đâu chị chị là thích nhất cái đoạn mày đứng đằng sau xoa lấy đầu và vai đấy thế hả chị để lần sau em cho chị hơn nữa mới đã eo ôi vậy à thế là đủ lắm rồi vừa nói chị liên vừa liếc nhìn quang và nháy mắt như bật đèn xanh cho cái chuyện lúc nãy của hắn quang như hiểu được ánh mắt chị bèn ôn tồn trả lời như vậy là được rồi hả chị liên được rồi thích lắm cảm ơn mày quang nhé bây giờ chị lên xin sếp lớn về nhà nghỉ sớm chút chiều chị vào làm đây vâng chị cũng nên về nghỉ chút đi trong lúc thu đang mải mê làm việc thì chị liên đã vội gấp hồ sơ rồi bước ngang qua trước mặt quang Do Quang đứng ngay lối cửa vào nên chị Liên phải lách, lần này chị lại cố tình chạm vào người Quang khiến Quang suýt muốn ôm lấy chị. Quang quay lại bên bàn vợ liền nghe Thu giọng hờn ghen. Coi bộ bà liên kết anh rồi đó nhé, coi chừng đấy nghe không? Ôi em khéo lo, bà lớn tuổi già chát đi rồi, lại xem vợ chồng mình là em út mà. Ôi, ai mà biết được. Em toàn nghĩ vớ vẩn tội chị, lại bên chị biết ngay mà. Thôi mà, em lại ghen vô duyên, ai nghe họ cười chết đó. Ừ thôi, mà nghe anh vừa ký được hợp đồng mới nữa hả? À? Ừ, ký được thêm cái cũng khá tiền. Chắc kỳ này sắp xếp trả bớt nợ cho chị Liên. Chưa gì đã lo trả rồi, chị chưa đòi mình vội trả làm gì. Ừ, em nói cũng đúng đó. Hay tối nay mình đi ăn em nhé. Quang lái sang chuyện nịnh vợ làm thu thấy vui. Còn chị Liên trên đường về nhà không quên tạt qua cái chợ nhỏ ven đường mua ít thức ăn và trong đó không thể thiếu ít dưa chuột để chưa xem phim mà chén cho bỏ. Thằng Quang này, ngay trước mặt chị Liên còn làm chị ám ảnh mãi đến giờ. Chị nhớ cái cảm xúc, chị thấy thèm mà nghĩ đến ở nhà thì lại chán quá, như sáng nay vẫn làm mình thêm tức mà chẳng đến đâu. Chị Liên đoán chắc thằng Quang cũng đã chịu mình vì hành động lúc sáng của hắn chị đã bỏ qua, không những thế chị còn nháy mắt gợi ý thằng em vào cuộc chơi bất ngờ này. Chỉ còn là thời gian và cơ hội cho cả hai, phi công và cái máy bay bà già đã sản xuất gần 40 chị liên vừa nghĩ và cười thầm về cái ngôn từ đang tràn ngập trên mạng mà chị vẫn thường hay đọc hàng ngày biết đâu chuyện chị và thằng quang cũng như một chuyện nào đó ở trên mạng có dịp công ty vẫn hay tổ chức tiệc có khi tổ chức ở ngay cơ quan hay lại kéo ra quán công ty không nhiều nhân viên nên cũng để sắp xếp ăn nhậu nhất là lại có xếp trẻ khá vui tính lúc đó mọi người ngồi bên nhau như một gia đình đây là cách mà xếp thường muốn để giữ sự đoàn kết và động viên tinh thần làm việc cho anh em Toàn công ty chỉ vòn vẹn bảy chị em, còn lại là đàn ông hết. Lúc ăn uống trong đám phụ nữ chỉ có vài người uống được bia, trong đó phải kể đến chị Liên và Thu. Chính sự trùng hợp này mà chị Liên rất thích khi đi ăn chị cũng có bạn nhậu để cụng ly với nhau. Cũng nói thêm đôi khi thèm ăn hay buồn chuyện gì, chị Liên vẫn thỉnh thoảng chở Thu về nhà nhậu như đôi bạn chi kỷ. Chính từ những lúc thoải mái như thế này mà chị Liên không ngại thổ lộ hết mọi chuyện riêng tư của vợ chồng chị cho Thu biết cả hai vợ chồng chị liên mỗi người đều có một lần giang dở trước khi đến với nhau thành vợ chồng ông long thì ly dị người vợ và để lại một đứa con chắc năm nay đã lớn ở ngoài bắc trước khi vào miền nam công tác gặp chị phần chị liên cũng trải qua một thời sóng gió và tuổi buồn với một người chồng giàu nhưng anh ta lại rất ham mê cờ bạc và đặc biệt là thói quái đản của hắn khi gần chị vì cái điều này mà chị liên không thể chịu đựng nổi nên đành phải dắt nhau ra tòa ly dị chị liên còn nhớ lần ra tòa thật xấu hổ khi phải trả lời với tòa lý do ly dị chị liên kể cho thu nghe về hành vi của người chồng cũ khiến thu giận cả người về cái kiểu mạnh bạo của hắn dành cho chị liên chị liên kể lúc đó chị cũng khá xinh và duyên được hắn để ý đến khi chị vừa ra trường còn chị thì mê hắn cái chất đàn ông và cũng thực sự vì sự giàu có tiêu xài của hắn những món quà đắt tiền mà hắn mua tặng cho chị lúc ấy khiến chị dễ dàng trao thân cho hắn những ngày đầu làm vợ hắn chưa được lâu thì chị phát hiện ra cái kiểu quái dị và của hắn chị kể có ngày hắn gần chị đến năm bảy lượt có lúc chị phải xin hắn tha cho để chị nghỉ ngơi đặng có sức phục vụ hắn chị gặp ông long sau một lần đi chơi với đám bạn học cũ có một người bạn giới thiệu ông long cho chị và rồi chị cũng dễ phải lòng với ông long về tuổi tác và công việc cũng như tính gia trưởng cũng không đến nỗi quá đáng không giống như người chồng cũ khi về chung sống với nhau hai đứa con kháu khỉnh của vợ chồng được sinh ra trong điều kiện gia đình bắt đầu khá sung túc đời sống chị cũng khá lên từ dạo đó mà đa phần là do công sức của chồng là chính chị liên chỉ chuyên lo chuyện chăm lo con mà không phải nghĩ ngợi chuyện cơm gạo nữa chuyện sinh hoạt vợ chồng vẫn bình thường nhưng vài năm gần đây chị liên thấy phía chồng giảm sút thấy rõ nhất là về số lần gần gũi thưa dần không còn như lúc trước nữa hiếm hoi lắm chị mới cảm nhận được sự bùng nổ khi được gần gũi với chồng mọi chuyện trở nên tệ hơn khi ông long phát hiện mình bị bệnh tiểu đường tuyếp 2 chị cũng cảm thông cho chồng và chỉ việc chú tâm cho việc ăn học của các con làm niềm vui nhưng kể từ khi cùng chồng xem phim và được thẳng quang hộ mình lúc bắt gió chị liên bắt đầu để ý đến bản thân mình và không sao biết kìm hãm thèm muốn của phần con trong người chị với tuổi này thật chín muồi về chuyện kia mà chồng chị lại yếu như thế bao đêm chăn trở chị vẫn băn khoăn vì những đòi hỏi thật khó chịu trong người chị những cơn bốc hỏa khiến nhiều lúc chị dễ bị đau đầu và dễ cáu ghét hơn nếu không đến công ty làm việc chắc chị sẽ già sớm mất đám trẻ trong công ty thường nhậu rất vui thường hay mời chị uống bia cùng vì biết chị uống được cũng vì tính ham vui để giải sầu nên có những lúc chị cũng tham gia với bọn chúng đến nơi đến trốn nên tuổi trẻ rất thích chị liên là như thế nhậu xong thường đến tăng hai đi hát karaoke chị vốn hát dở nhưng tụi nó cũng bắt chị đi cho bằng được mặc dầu đã từ chối rất thẳng thừng nhưng rồi chúng năn nỉ quá nên chị đành gọi chồng đón đưa lo ăn uống mấy đứa nhỏ ở nhà còn phần chị lại lao vào cuộc vui với đám trẻ trong công ty hết sức vô tư lúc đó khi uống khá nhiều bia chị cũng dạn dĩ hơn ngồi gần kề đám đàn ông con trai mà không còn ngại gì nữa đôi khi mấy chị em trong công ty lúc vui còn gán ghép chị hết anh này đến anh khác khiến chị mắc cờ đến đỏ cả mặt. Hóa ra trong công ty cũng còn khá nhiều người mến mộ và để ý chị đến thế ư. Chị cũng cảm thấy thích điều ấy và trong những lúc ấy cũng không thiếu đám đàn ông tranh thủ kiếm cớ hoặc lén lút động lên cái thân hình đẫy đà của chị. Chị cũng biết nhưng mà trong men bia nên chị cũng thấy thích thú lạ lùng với những kiểu ve vãn kia. Miễn đừng thô tục, xô sàng là được. Lần này quá vui nên chị uống khá nhiều nên xỉn lúc nào không biết. Chị mệt tựa vào vai thu cười hỏi, chị xỉn rồi lát vợ chồng mày đưa chị mày về nhá vâng chị yên tâm nằm nghỉ chút đi lát tụi em đưa về cho chị liên nằm tựa đầu vào vai thu rồi thiếp đi chút thu lấy tay choàng lấy người chị khá nặng vì chị mập hơn thu mùi nước hoa cũng làm thu thấy thích huống gì mấy tay đàn ông nhỉ thu vừa ôm chị vừa nhìn đám nhân viên trong công ty cùng chồng đang hứng quậy tưng bừng ở giữa phòng tiếng nhạc giật sập sình nhưng chị liên đã thiếp đi rồi thấy chị liên ngồi gật gù thu bèn đứng lên xếp hai chân chị lại thu đặt chị nằm hẳn xuống ghế rồi xuống quản lý xin nước chanh lúc ấy quang phát hiện ra liền tranh thủ đi lại phía chị đang nằm hắn giả bộ lấy tay xoa chán chị rồi tranh thủ ánh sáng tối mờ trong căn phòng và thật nhanh chị liên đang say nên không hề biết gì cái mùi nước hoa đắt tiền từ người chị sộc lên mũi hắn làm hắn bạo dạn hơn chị liên dường như cũng biết mơ màng là ai đó đang cạnh mình nhưng vì mệt quá chị cũng quên đi phản ứng bảo vệ mà để buông xuôi theo cơn mê bởi cơn say cánh cửa phòng bật sáng quang biết vợ vào nên nhanh nhẩu ngồi ngay lại giả bộ hỏi thật to khi thu ngồi xuống bà này uống ghê thật giờ xỉn rồi lát tính sao hả em thì chị nhờ mình đưa chị về đi như thế nào thì em chở chị còn anh chạy xe chị theo về nhà của chị mà em chạy có được hay để anh nhờ đứa khác nhé thôi không được đâu chỉ đã nhờ em lúc nãy rồi thế à hay để anh chờ chị cho chắc ừ hay anh chờ chị đi em đi theo sau xe thôi em ngồi đây trông chị nghỉ anh vui với anh em đã lát sau thì mấy chị em cũng quay lại hỏi tình trạng của chị liên nhưng mọi người chắc cũng thỉnh thoảng hay nhìn thấy cảnh này nên cũng không bận tâm mấy Lúc chia tay buổi hát karaoke, chị Liên cũng đã tỉnh đôi chút, chị định tự chạy xe về nhưng mọi người can và đề nghị vợ chồng Quang đưa về giúp. Chị Liên nghe thế cũng yên tâm nên bảo mọi người về trước, còn chị và vợ chồng Quang sẽ thu xếp về được nhà. Chị Liên định ngồi lên sau xe do Thu chở, nhưng Quang bảo chị như đã sắp xếp với vợ, nay chị lên xe em chở về cho. Thế à, con Thu không chở được sao mà để mày chở tao hả Quang? giọng chị cũng còn hơi mệt, chị đành ngồi đằng sau cho quang trở an toàn hơn. Thu chạy theo sau, lúc đầu chị Liên còn biết ngượng khi không dám ôm người Quang, mà cho tay ra phía sau chống vào yên xe để khỏi chạm vào lưng Quang. Nhưng chỉ đi một đoạn chị cảm thấy hơi hoa mắt vội ngã người về phía trước, thì cả người vào lưng Quang và hai tay khẻ ôm choàng lấy bụng hắn. Thu chạy theo sau thấy thế cũng có chút ghét ghen chị Liên, nhưng rồi Thu cũng thông cảm cho bà chị kết nghĩa này của vợ chồng mình, quang thấy nôn nao khi chị tựa hẳn vào lưng hắn cảm thấy cảm xúc có khác lạ quang vừa chạy xe vừa mong đừng đến nhà chị sớm để cái cảm giác của chị liên còn mãi bên hắn lúc này chị liên cũng chẳng còn ý tứ gì nữa chỉ biết ôm lấy lưng hắn mà thôi chị cảm thấy chút yên tâm với tấm lưng lực lưỡng của quang trong vòng tay mình chút hơi men còn trong người nên chị càng thấy thèm muốn chuyện kia chị định vào sát hơn vào lưng quang nhưng ngại thu đang chạy đằng sau nhìn thấy thật sự là chị thấy thèm muốn chắc vì bia hay vì thân hình đàn ông của thằng quang đây chị liên nghĩ linh tinh mà quên cũng sắp đến nhà rồi chắc chồng chị sẽ nhăn nhó bực bội vì con đà bà ham nhậu hư như chị nhưng chị liên dường như cũng khá quen như thế này với chồng rồi bởi trước đây ông long cũng thừa biết chị uống bia được nhiều mà chị còn nhớ trước ngày cưới chị và chồng đã từng lén lút với nhau sau cái lần ăn uống no say với đám bạn khi đi dự sinh nhật con bạn thay về đưa chị về nhà mẹ thì ông Long lại trở thẳng vào khách sạn. Lần đó chị cũng chẳng còn ngại ngùng gì nữa mà càng thêm phấn khích vì sau thời gian ly dị chị chưa được gần. Chị còn nhớ ông Long chồng chị còn khỏe, cả hai chơi đến hai cái liên tiếp mà vẫn thấy chưa đã. Tối nay may mà sau khi lo đón đưa các con về nhà và chở tụi nhỏ đi ăn, ông Long lại có độ nhậu với bạn bè nên lúc chị về đến nhà chỉ có con chị ra đón mà thôi chị liên giờ đã khá tỉnh nhưng cũng hơi nhức đầu một chút chị tự đi làm nước chanh để uống trong lúc làm chị chợt nhớ lại lúc mình xỉn tại chỗ hát karaoke không biết mình có làm chuyện gì xấu hay không có ai sở soạng mình không nhỉ chị cười thầm vì tuổi này cũng chẳng còn gì để mà mất nữa lỡ có đôi chút lăn tăn cũng vui miễn đừng quá đà là được trong suy nghĩ vẫn vơ đó chị cũng chợt nhớ đến lúc tựa vào lưng thằng quang lúc nãy mà đôi chút xấu hổ cái thằng này chắc khỏe chuyện ấy lắm đây chị cười thầm rồi đi nằm nghỉ sớm hơn sau khi đưa chị liên về vợ chồng thu cũng về xóm trọ đêm đó do quá cảm xúc vì lần đầu được bên chị liên dẫu chỉ vậy thôi cũng làm quang khó chịu chưa kịp gì cả hai vợ chồng đã va vào nhau thật kịch tính thu cũng khá quen với tính cách của chồng hễ mỗi lần có chút gì xương xương vào người là quang thường đòi thu hôm nay thu cảm thấy ham muốn thật vì cũng có chút men trong người rồi hai vợ chồng trẻ bc lết rồi mới chịu rời ra, còn thu thì cũng được một lần bị nóc ao. nói về thu, tuy trẻ nhưng thân hình hơi gầy, nước da lại không được trắng mịn như chị liên. làn da của dân quê cũng thể che đậy hết được, tuy căng đầy nhựa sống, chuyện giường chiếu cũng gần như cái ăn cái mặc thường ngày vậy. dường như ngày nào hai vợ chồng vẫn không sót bữa nào trước khi đi ngủ. chuyện thầm yêu trộm nhớ của quang với chị liên ngày càng nhiều hơn qua từng ánh mắt đắm đuối lén nhìn từ phía sau lưng chị những va chạm vô tình nhưng đầy ẩn ý càng lúc càng nhiều hơn, như báo hiệu chuyện gặp nhau trong khách sạn không chừng sẽ dễ xảy ra, nhưng khi nào và nơi nào đây? Hôm nay ngày sinh nhật của thằng con trai vừa 17 tuổi, chị Liên mời vợ chồng Quang đến chung vui cùng gia đình. Khoảng gần 4 giờ chiều chị Liên cùng vợ chồng Quang về nhà chị để chuẩn bị cho tiệc sinh nhật con trai. Vừa bước vào nhà chị Liên đã oang oang giọng bảo chồng lo đón con và mua quà sinh nhật cho nó, phần chị và Thu lo nấu nướng, riêng Quang thì chị Liên nhờ sắp xếp chỗ ngồi trên sân thượng. Như mọi năm gia đình chị Liên vẫn thường tổ chức trên này. Ngoáng đã thấy chị Liên gọn gàng trong bộ đồ ở nhà, vẫn chiếc áo thun rộng hở cổ, chiếc quần đùi vải làm phô ra cặp giò trắng bóc mà giờ Quang mới được tận mắt chiêm ngưỡng. Vừa bước xuống cầu thang trong trang phục khá mát mẻ, chị Liên đã vội lên tiếng vui vẻ với Quang đang đứng thử ra nhìn lên khi chị vừa bước xuống. Bộ lạ lắm sao mà nhìn chị vậy hả Quang? Dạ đâu có chị. Giọng Quang lúng túng khi nhìn từ sau của chị Liên bước vội vào gian bếp cùng Thu đang gọt khoai ở đó. Quang nhìn chị đằng sau lớp vài mỏng mà hắn nuốt nước miếng thèm thuồng. Con Thu lấy mày là có phúc lắm đấy nhá. Chị quá khen quang cười đối đáp lại chị liên quang vẫn còn muốn đứng nhìn chị mà chưa vội lên sân thượng dọn dẹp chỗ ngồi thấy vậy thu liền nhắc khéo chồng cái anh này sao không lo lên lầu dọn dẹp đi mà đứng đây làm gì hả ôi anh làm tí là xong ngay mà thích đứng đây nói chuyện cho vui eo ôi sao mày lại nhiều chuyện thế hả quang giọng chị liên trêu quang Quang lại xa lông ngồi lấy nước uống rồi thong thả trả lời. Bọn em rất vui khi chị mời về đây ăn sinh nhật con của chị nên thích không khí như thế này lắm chị ạ. À. Thế à? Bọn bay dáng chịu khó làm ăn rồi sẽ có con như chị thế thôi. Chuyện đó còn xa lắm chị ạ. À. Rồi cũng tới thôi nhanh lắm đó. Bọn em cũng biết nhưng mà lo làm cái đã chị ạ. À. Thu nhảy vào trả lời thay chồng. Chuyện trò khá rôm rả vừa làm ở bếp rồi Quang cũng lên lầu dọn dẹp cũng không mất nhiều thời gian thì đã xong việc trên đó. Quang đứng nhìn xuống sân rồi nhìn quanh nơi gia đình chị Liên, nơi ở khá yên tĩnh chứ không ồn ào như khu trọ của mình. Trời bắt đầu mát dịu, Quang nhìn quanh bất chợt nhìn thấy phía góc sân thượng còn treo vài cái quần của chị Liên được cài ghim cẩn thận. Quang tò mò rồi cẩn thận nhìn quanh hàng xóm, cảm giác lén lút làm Quang thấy thích thú đến lạ lùng. Quang đến lại gần, mùi vải thật thơm sọc vào mũi làm Quang thấy khác lạ. Quang tưởng tượng đến được bên chị Liên, đang mãi đắm mình trong trí tưởng tượng thì quang bỗng nghe giọng chị liên vọng từ dưới lên nào trên đấy xong chưa quang xuống đây chị nhờ tí xem nào dạ sắp xong rồi chị quang vội vàng quay xuống nhà dưới lúc đi ngang phòng ngủ hai vợ chồng chị liên thấy cửa hé mở quang đánh bạo ghé mắt vào xem thử căn phòng hơi tối khi vừa nhìn vào rồi quang thử nhích mở nhẹ cánh cửa lẻn vào trong thật như vợ tả lại phòng ngủ chị liên thật đẹp nhưng vội quá quang phải xuống không chị liên sẽ trách chậm chỉ đảo mắt sơ qua quang thấy nơi cuối giường là chiếc quần dinh cuộn ở đó quang lại nghe tiếng băm chặt bóp bóp bên dưới nhà vọng lên kèm giọng bực mình của chị liên nào xong chưa sao mà lâu thế hả quang em xuống ngay đây đang giở tay chút mà xuống gần đến hết cầu thang quang liếc nhìn nơi nhà bếp không thấy bóng hai người đàn bà đâu cả và thay vào đó là tiếng chặt lên thớt khá mạnh khuất phía trong bếp quang tay vẫn còn nắm lan can cầu thang cố ngưỡng nhìn xuống nơi tiếng động phát ra ngạc nhiên vì chỉ thấy mỗi mình chị liên đang ngồi chặt thôi cái lưng chị quay về hướng dạ cầu thang và quang bất ngờ được thấy cả một mảng gáy và vai trắng của chị quang nuốt nước miếng mặt nóng bừng quang rón rén bước đến gần sau lưng chị làn da chị mượt mà trắng chắc khỏe của tuổi u 40 có khác quang bất ngờ ngồi thụp xuống sau lưng chị vòng tay choàng cả người chị vào lòng sau khi thấy nhà chỉ còn hai người bất ngờ vì cái ôm của quang chị liên dãy như đỉa phải vôi la toáng á à, cái thằng này mày giở trò gì thế kia hả cho em ôm chị chút thôi mà a à, mày nói đùa đấy chứ thật mà chị em có đùa đâu tao không có đùa đâu đấy nhá bỏ cái tay ra đi không nào vợ em đâu hả chị đi mà hỏi đồ vô duyên chưa nào cái chị này em hỏi thật đó ừ chị vừa nhờ nó đi mua thêm ít gia vị còn thiếu nhột chị mày đùa dai vậy hả nhột hả chị vô duyên không nào có bỏ cái tay ra không giọng chị như hét lên vì hờn giận nửa như nũng nịu với quang tay quang vẫn không rời choàng lấy chị chị liên quay lại nhìn hắn trừng trừng eo ôi mày liều vậy cơ à ôi chị đẹp quá quang nói thật sỗ sàng như khiêu khích chị liên vì tin rằng chị đã thích hắn từ lâu eo ôi vô duyên ghê chưa nào có bỏ tay ra không nào không được là không được nhưng giọng chị liên yếu dần đi người ta đi ngang thấy bây giờ có ai nhìn thấy tận trong này đâu chị quang lấm lét nhìn ra ngoài cổng thấy vắng người qua lại hắn vẫn không buông chị ra làm chị liên hơi bất ngờ vì cái choàng tay của trai trẻ nhưng rồi quang cũng bỏ tay đang choàng chị chị liên đứng lên đi lại chỗ vòi nước rửa tay rồi nhìn hắn nói mày làm chị giận bây giờ đó nhé giờ chỉ có chị em mình thôi cho em choàng chị tí nữa chị già rồi mà sao mày lại thích ôm là thế nào vợ trẻ ở nhà không ôm mà chưa nói dứt câu quang đã tiến lại đằng sau chị hắn ép chị vào thành bếp nhưng chị liên đã vội tránh được lêu lêu định hôn à còn lâu mới được nhá chị vùng thoát khỏi vòng tay quang nhưng cũng chị chạy đâu cho khỏi sức thanh khi chị trong vòng tay lực lưỡng của mình hắn lại dìu chị lại phía sau bếp cẩn thận nhìn ra ngoài hướng cổng rồi tìm môi chị liên nhưng chị vẫn né tránh cho bằng được thôi mà đừng làm thế quang không, không được đâu em. Chị có chồng rồi, em cũng còn có con thu bên nữa, thôi đi. Thôi là thôi thế nào, dễ gì có cơ hội như thế này hả chị Liên? Thì để lúc khác đi. Nghe chị nói câu này Quang cảm thấy hạnh phúc bất ngờ vì chị đã thật sự đồng ý với hắn chuyện này rồi. Quang nới nhẹ vòng tay ra rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc chị giọng thủ thỉ như với vợ. Chị có biết là em thích chị lắm không? Xạo, xạo, không tin đàn ông ai mà chả nói như vậy thôi đi chị liên nũng nịu trong vòng tay quang chị ngước nhìn lên nhìn quang bằng ánh mắt đắm đuối không được đâu chị có gia đình rồi em cũng có vợ rồi nữa mình đừng làm thế có ai biết đâu mà chị quang thấy chị liên khẽ cựa mình ngoan ngoãn trong tay mình hắn cúi xuống hôn lên trán chị rồi đôi môi chị đang chờ đợi nãy giờ cũng đã lâu rồi chị mất cảm giác yêu đương bằng nụ hôn lên môi bây giờ không ngờ không kìm được nữa rồi tiếng tim đập chị nghe khá rõ theo kinh nghiệm của người đàn bà đã qua hai đời chồng chị nét người vào quang nghe tim hắn đập mạnh vì cảm xúc đang lên chị bẽn lẽn như gái về nhà chồng lần đầu thôi đi em như vậy đủ rồi yêu chị quá huyết mạch trong người chị liên chạy dần dần lên khuôn mặt đỏ ứng vì cảm xúc chị biết rồi đến lúc thằng quang sẽ đưa chị lên phòng thôi còn bây giờ giữa căn nhà của vợ chồng chị chắc chuyện ấy sẽ không thể được yêu chị mất rồi chị liên ơi em còn vợ mà chị già rồi yêu làm gì cho khổ giọng chị trầm nhẹ như rót vào tai quang đến mê say đắm đuối đã lâu lắm rồi chị mới cảm nhận như tình yêu sao mà nồng nàn đến thế ông long chồng chị đã không còn như thế nữa tuổi tác và công việc đã làm cho con người ông cũng già nua theo hết yêu thương lãng mạn như ngày xưa thằng quang đang đưa chị liên đi về dĩ vãng xưa với tuổi trẻ đầy người theo đuổi và chị cũng đã ngục lặn trong bao cung bậc của tình yêu của những kẻ đã đi qua đời chị trước khi chị lấy chồng lần đầu rồi tan vỡ nhanh chóng chị cố gượng lại và có ấn tượng không mấy tốt về đàn ông với những kỷ niệm khó quên về người chồng đầu độc đoán chuyện lấy ông long làm người chồng dường như đưa chị về vị trí của người vợ người đàn bà thật sự đảm đang và đoan hậu nhưng kể từ khi gặp vợ chồng quang thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi trong suy nghĩ của chị về những mất mát sâu kín trong đời sống vợ chồng khi tuổi chị như hồi xuân trở lại thằng quang có vẻ như cơn mưa đổ xuống vùng đất cằn khô trong người chị vậy thôi mà con thu sắp về rồi đó biết là chết chị em mình đó vợ em mới đi mà nãy giờ bao lâu mà bảo còn sớm hả thôi đi em nào còn sớm mà chị sớm là sớm thế nào nãy giờ hơi lâu rồi đó quang liếc nhìn ra ngoài và đồng hồ tiếc nuối thôi lúc khác chị cho em nhé còn lâu chị liên trả lời cộc lốc khi hắn buông chị ra nhìn đám đuối rồi giọng như ra lệnh may ngồi xuống chặt cho chị chỗ thịt này để chị đi tắm cái đã làm chưa xong mà đã đi tắm làm người vậy mà còn kêu em xin lỗi không lỗi phải gì nữa làm việc đi có mà chết bây giờ chị liên vội và quay lên lầu liền bị quang gọi giật lại ơ hơ ở dưới này có toilet sao chị không vào tắm cho tiện hả tắm dưới đó cho mày vồ tao lần nữa à em không vồ nữa đâu mà sợ không tin lên đây tắm cho chắc ăn mà nhớ làm giúp mấy thứ đó cho chị đấy nhé chị khỏi phải lo xíu là xong vợ mày sắp về đấy liệu cái mồm ha ha cũng biết sợ à sợ chứ còn phải hỏi chết chứ không đùa đâu đấy kín cái mồm lại chị Liên vừa bước lên cầu thang giọng vọng oang oang nói xuống bếp đối đáp với Quang. Thế lúc nào chị em mình đi uống cà phê nhé. Để làm gì? Chị không biết uống cà phê. Thôi không có chuyện đó nữa đâu nữa mà mơ nhé. Sao vậy chị? Hết rồi. Lo làm đi tao đi tắm đây khó